Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chiếc lứt cừ này bây giờ hiện tại đang giảm giá rồi ạ. Chiếc này giá 75 triệu, bây giờ còn 69 triệu ạ. Dạ, giá 69 triệu là em ship về đến Việt Nam cho quý cô chú, anh chị và các bạn luôn ạ. Chiếc lứt cừ này size S ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m73. Đến 1m78cm. Yên xe Bontolega còn rất mới à. Cái khung sườn lứt cừ này, giá mới của nó rất là đắt tiền luôn, tầm khoảng 100 triệu lận. Khung sườn ngang, ngay chỗ này, nó cũng có hơi bị gì á, chạy chạy một chút, nho nhỏ như vậy. Khung carbon của nó đẹp lắm, xe nhẹ phao à. Chỗ này có chày nhưng mà nhẹ lắm. Phô tăng lứt cừ ạ. Ghi đông dẹp nhìn đã ghê. 3T. Ghi đông còn mới, còn đẹp lắm. Bề bản dẹp tới đây nó cong lên, nhìn nó hay lắm. Còn vỏ bọc tay lắc, đu lắc còn tốt lắm. Tay lắc 9.000 ạ. Ngàm thắng đu lắc 9.000 ạ. Khung càng trước carbon ạ. Niền carbon bản to nhìn đẹp ghê. Niền còn tốt, còn đẹp lắm mà. Màu sọc carbon đẹp quá. Lớp còn mới ạ. Niền sử dụng lớp không ruột ạ. Khung sườn, loại carbon này đắt tiền ghê hồn luôn. Cột yên vuông rất là đẹp luôn. Dò dĩa cũng carbon luôn, nên xe rất là nhẹ luôn. Cụ đề đu lắc 9.000 ạ. Líp vệ sinh sạch sẽ, còn tốt lắm. Ngàm tháng sau, đô lắc 9.000 luôn ạ. Niền còn đẹp lắm, công nhận
Cặp niên này rất là hợp với chiếc lức cừ 695. Niên cao khoảng 6 phân ạ. Niên trước cũng vậy. Đứng xa, nhìn chiếc lức cừ này, nhìn ngầu ghê. Chiếc lức cừ này chạy nước rút là đã lắm. Em đổi chiều xe ạ. Kiểu dáng ghi đông phô tăng rất là đẹp luôn. Tay đu lắc bên này vẫn còn đẹp lắm. Yên xe còn tốt ạ. Cây ti bật hiệu Campanolo ạ. Bên này, ngay đây có vết cày ạ. Cây khung sườn dưới này còn rất là đẹp, không có bị chày ạ. Dưới lườn xe còn đẹp ạ. Chỉ có ngay chỗ này bị chày hơi nhiều một chút. Chỗ điểm chày này em thấy mình mua về chỉ phết nhẹ qua một lớp nước sơn là đẹp lại bình thường. Bên trong thì không có ảnh hưởng đến khung sườn nhiều. Dạ, em quay đến đây cũng giáp dòng xe hết rồi. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.